Xin chào các bạn. Hôm nay cửa hàng đá quý phong thủy Bạch Dương xin giới thiệu với các bạn một số mẫu vật bản mệnh cho người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Vật bản mệnh được biết đến như một trong những vị vật hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Trong đó, mỗi con giáp sẽ thuộc quản lý và nhận được sự độ mệnh của một vị Phật khác nhau. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 được sự phù hộ của Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát, hay còn gọi là Khố Tàng Kim Cương, vị thần tượng trưng cho sự thành thực và giàu có. Hình tượng mặt Phật bản mệnh Hư Không Tạng thường thấy là Ngài ngồi trên đài sen, gương mặt hiền từ, tay phải cầm thanh kiếm âm dương cứu độ chúng sinh trong hai cõi dương và cõi âm. Tay trái Ngài cầm cành sen giúp chúng sinh thoát khỏi sự vẩn đục, đem lại thanh khiết, có sức khỏe mạnh mẽ để làm ra nhiều của cải. Phật Hư Không Tạng có trí tuệ siêu việt, mang sức mạnh nhân từ cứu giúp chúng sinh trong nước và lửa. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, hóa giải mọi nguy cơ mà bạn gặp phải trong cuộc sống, nhất là những nguy cơ liên quan đến chuyện phá sản hoặc hao tài tốn của. Ngoài ra, Ngài cũng giúp cho đường tài vận của bạn thêm hanh thông, thuận lợi, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải, đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn được bình an, hạnh phúc. Khi lựa chọn mặt dây chuyền hình vật Bồ Tát Hư Không Tạng, vừa hợp bản mệnh sẽ tương sinh, tương trợ, giúp chuyển hung thành cát, công danh sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có sức khỏe, tránh mọi bệnh tật, tai ương, bất chắc. Khi sử dụng mặt dây chuyền Hư Không Tạng sẽ giúp người tuổi Nhâm Dần luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, quyết đoán trong công việc. Thông qua đó sẽ lấy được những sự ủng hộ, nhất trí cao của lãnh đạo, của những người đồng nghiệp trong cơ quan, nơi làm việc. Trong dân gian cũng phổ biến tín ngưỡng Bồ Tát Hư Không Tạng có thể tăng tiến phúc đức, trí tuệ tiêu tai giải nạn. Do vậy mà khi đeo mặt dây chuyền Bồ Tát Hư Không Tạng còn giúp tai qua nạn khỏi, cầu bình an, may mắn. Người sinh năm 1962 thuộc mệnh kim, kim bạch kim, nên chọn trang sức đá phong thủy có màu vàng, nâu đất, trắng, xám, ghi để được năng lượng tương sinh, tương hợp. Hiện cửa hàng đá quý của chúng tôi có sẵn rất nhiều mẫu vật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát cho người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 như Phật Hư Không Tạng Bồ Tát đá mắt hổ vàng nâu. Trong thạch trị liệu học, chúng được cho là mang đến cảm xúc vững vàng, tâm lý ổn định cho con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lượng của đá mắt hổ tác động đến hệ thống thần kinh, làm cho con người tăng cảm giác tự tin, sẵn sàng trong mọi hoạt động nhằm đạt được mục đích cá nhân, tăng tính thực tế, giúp đầu óc minh mẫn hơn trong việc quyết định các vấn đề. Theo các nhà khoa học, nếu thường xuyên xoa đá mắt hổ vào vùng tâm thần thái dương, kết hợp với thở sâu có thể làm cho trường khí của thân thể được tăng cường, sẽ tự tin, dũng cảm, chấp nhận khó khăn, thử thách. Tiếp theo, mặt Phật Hư Không Tạng Bồ Tát đá mã não trắng. Trong phong thủy, đá mã não được biết đến là biểu tượng của sức khỏe và trường thọ. Mã não hay còn gọi là agat hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị bệnh ho và nhiều bệnh vùng họng. Thời xưa người ta cho rằng mã não có thể chống được nỗi sợ hãi, làm giảm hiện tượng co giật và chống lại vi khuẩn gây bệnh ở da. Agat có thể trung hòa nồng độ axit tại dạ dày và giải độc cơ thể, đồng thời nó còn hỗ trợ điều trị rối loạn nội tiết, trong điều hòa hoạt động hệ tuần hoàn, chữa nhiều bệnh viêm nhiễm ở da. Mã não còn giúp ổn định tinh thần và sức khỏe của mẹ và em bé trong khi mang thai. Đá mã não trắng hấp thu rất nhiều tinh hoa của trời đất,
sau hàng triệu năm hình thành. Vì thế, nó còn có thể chống lại vô số các nguồn năng lượng xấu từ bên ngoài tác động vào cơ thể. Đeo đá bên mình sẽ làm tăng kỹ năng giao tiếp, tự tin vào bản thân và xóa bỏ sự tiêu cực trong suy nghĩ. Đá mã não được coi là biểu tượng cho sức khỏe dồi dào, phát triển hưng thịnh và tuổi thọ dài lâu. Mặt Phật bản mệnh hư không tạng Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy. Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc Phỉ Thúy còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố vi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, các nguyên tố vi lượng này được hấp thụ vào cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Do được hấp thụ những nguồn năng lượng tinh túy, tinh hoa của trời, của đất, mà những nguồn năng lượng ẩn chứa trong loại ngọc này là cực lớn. Do vậy, mặt dây chuyền Ngọc Phỉ Thúy là một trong những vật vô cùng tốt từ người già đến trẻ nhỏ. Cửa hàng đá quý Phong Thủy Bạch Dương cam kết mang đến cho bạn mặt vật bản mệnh đẹp từ đá tự nhiên tốt nhất, năng lượng từ trường cao nhất, sẽ đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Để mua hàng, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0986 707 892 hoặc 088 633 0892, Facebook Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh bên dưới để theo dõi nhiều video hay và bổ ích của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.